Con người chúng ta vốn không tiến hóa từ khỉ. Có lẽ cái việc nghĩ rằng tổ tiên của con người là loài khỉ á, là một trong những hiểu lầm phổ biến nhất của thuyết tiến hóa. Bản thân thuyết tiến hóa không chỉ là một lý thuyết đơn thuần, mà nó còn là một học thuyết nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ rất nhiều bằng chứng của cả cổ xưa và hiện đại, nhằm chỉ để giải thích một vấn đề thôi, đó là chúng ta đến từ đâu. Darwin đã đưa ra lời giải thích mà cho đến nay có thể coi là có lý nhất cho câu hỏi này. Nhưng mà bên cạnh đó, chúng ta biết là thuyết tiến hóa của Darwin còn vướng nhiều tranh cãi, cũng như là những thứ mà Darwin vẫn chưa giải thích được. Cùng mình tìm hiểu xem thuyết tiến hóa của Darwin có gì và thiếu gì trong video hôm nay nha. Nếu như đây là lần đầu mà bạn đến với Hư Viên Nhỏ thì đừng quên thích, chia sẻ và đăng ký kênh để có thêm nhiều nội dung như thế này nha. Cảm ơn các bạn. Đầu tiên á, thì chúng ta cùng xem lại thuyết tiến hóa của Darwin có gì. Trước tiên chúng ta cần hỏi là tại sao ngay từ đầu người ta lại muốn có một học thuyết về tiến hóa. Tất cả cũng vì sự tò mò thôi. Chúng ta luôn tò mò về nguồn gốc của sự sống, về nguồn gốc của chính chúng ta. Lý thuyết của Darwin đã đưa ra lời giải thích tự nhiên nhất về sự đa dạng của các loài mà không cần dựa vào các thế lực siêu nhiên khác. Nhưng mà lý thuyết của ông thực sự nói lên điều gì? Về cốt lõi, lý thuyết của Darwin xoay quanh ba khái niệm chính, đó là chọn lọc tự nhiên, biến dị và nguồn gốc chung của mọi sự sống. Về phần của chọn lọc tự nhiên á, thì đây là quá trình mà qua đó các cá thể nào mà có đặc điểm di truyền phù hợp với môi trường sống sẽ có cơ hội sống sót và sinh sản tốt hơn, trong khi đó những cá thể kém thích nghi sẽ bị đào thải dần. Qua thời gian thì chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số của các đặc điểm di truyền trong quần thể, dẫn đến sự tiến hóa của cả loài. Còn biến dị á, là sự khác biệt giữa các cá thể trong cùng một loài. Đây chính là nguyên liệu quan trọng cho chọn lọc tự nhiên và tiến hóa. Vì nếu không có sự khác biệt giữa các cá thể á, thì sẽ không có đặc điểm nào có lợi được chọn lọc qua các thế hệ được. Những biến dị này đến từ những đột biến, mặc dù Darwin không biết rõ nguồn gốc của các biến dị là gì, nhưng mà ông nhận thấy rằng á, là những cá thể khác nhau sẽ được trang bị những vũ khí khác nhau, mặc dù chúng đều thuộc cùng một loài. Cho dù đó là màu lông hay hình dạng của mỏ chim, những đặc điểm này giúp cho cá thể tồn tại trong môi trường sống của riêng chúng. Bản thân sự đột biến có thể là ngẫu nhiên, nhưng mà cách chúng được truyền lại và bảo tồn qua các thế hệ thì không. Thiên nhiên luôn chọn lọc lại những đặc điểm mang lại lợi thế sinh tồn tốt hơn. Cuối cùng thì Darwin đề xuất rằng tất cả các loài đều có chung một nguồn gốc, có nghĩa là các dạng sống khác nhau như là loài cá, loài chim và con người đều có chung một nguồn gốc từ một tổ tiên chung duy nhất. Đây là thứ dễ gây hiểu nhầm. Các loài được tiến hóa, thích nghi theo từng điều kiện sống khác nhau, có xuất phát điểm từ một nguồn gốc đầu tiên, chứ không hẳn là các loài sẽ bị biến đổi trực tiếp từ loài này sang loài khác như là mọi người thường tưởng. Dù nghe có vẻ là có lý, nhưng mà Darwin đã không tìm ra được mọi thứ. Ông không thể nào giải thích làm thế nào những thay đổi này xảy ra ở cấp độ phân tử, và lý thuyết của ông không phải là không có những hạn chế. Vậy thì rốt cuộc lý thuyết của Darwin còn thiếu điều gì? Mặc dù lý thuyết của ông mang tính cách mạng, nhưng nó không hoàn hảo. Một trong những thách thức lớn nhất là khoảng trống trong hồ sơ quá hạch. Quá hạch giống như là những bức ảnh được gửi về cho chúng ta từ thiên nhiên cổ xưa, nhưng mà vẫn còn những mảnh ghép còn thiếu trong album ảnh này. Chúng ta tìm lời giải thích những khoảng trống này như thế nào? Quá hạch thì rất là hiếm, vì các điều kiện cần thiết cho quá trình hình thành quá hạch khá là đặc biệt. Hầu hết các sinh vật sẽ bị phân hủy trước khi chúng có thể được bảo tồn, và ngay cả những sinh vật đã quá hạch rồi cũng có thể bị phá hủy bởi các quá trình địa chất trước khi chúng được phát hiện. Điều này có nghĩa là hồ sơ quá hạch vốn dĩ không đầy đủ, chúng chỉ ghi lại được một phần của sự sống kiếp trước mà thôi. Ví dụ như là vụ nổ kỷ Camry xảy ra vào khoảng 541 triệu năm trước. Trong thời kỳ này có sự xuất hiện một cách đột ngột của các dạng sống, với nhiều loài động vật mới xuất hiện trong một khoảng thời gian địa chất cực kỳ ngắn. Sự bùng nổ phức tạp một cách đột ngột này trái ngược hoàn toàn với thời kỳ tiền Camry trước đó, ở thời kỳ mà sự thống trị của các sinh vật đơn bào đơn giản là chủ yếu. Bản thân Darwin cũng cảm thấy bối rối trước những hiện tượng này, vì lý thuyết tiến hóa thông qua chọn lọc tự nhiên của ông chỉ dự đoán những thay đổi dần dần trong một thời gian dài mà thôi. Một số giả thuyết đã được đề xuất để giải thích vụ nổ kỷ Camry. Thứ nhất là do sự thay đổi của môi trường. Sự gia tăng nồng độ oxy và những thay đổi về hóa học đại dương đã có thể tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của sự sống ngày một phức tạp hơn. Thứ hai là sự đổi mới về gen, cách phát triển của các cơ chế di truyền mới, chẳng hạn như sự phát triển của gen HOX, gen kiểm soát sự phát triển của cơ thể, có thể đã cho phép đa dạng hóa nhanh chóng các dạng sống. Thứ ba là có thể do quá trình tương tác sinh thái, sự xuất hiện của mối quan hệ kẻ săn mồi và con mồi lúc này đã thúc đẩy những đổi mới về mặt tiến hóa, và một cuộc chạy đua vũ trang trong thế giới sinh vật. Một vấn đề khác của thuyết tiến hóa nữa là chúng ta đang gặp khó khăn trong việc giải thích sự phức tạp của các cấu trúc sinh học, ví dụ như là chính đôi mắt của chúng ta. Đôi mắt chính là một cấu trúc sinh học cực kỳ hoàn hảo.
Nó hoàn hảo đến mức mà người ta tin rằng nó không thể là sản phẩm của quá trình tiến hóa được. Nhưng mà thực tế tiến hóa đâu cần phải tạo ra một con mắt hoàn chỉnh ngay từ lúc đầu đâu, mà chỉ cần những bước đi nhỏ, mỗi bước mang lại một lợi thế nhỏ về sinh tồn là được rồi. Darwin tin rằng những thay đổi nhỏ như vậy tăng dần trong thời gian dài có thể tạo ra những cấu trúc phức tạp như hiện nay, và khoa học hiện đại cũng ủng hộ điều này. Giờ đây chúng ta biết rằng ngay cả những lợi thế nhỏ như là phát hiện ánh sáng cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn, một lợi thế trong việc cảm nhận môi trường sống một cách tinh tế hơn. Và cuối cùng là câu hỏi chí mạng, vậy rốt cuộc thì sự sống bắt đầu như thế nào? Lý thuyết ban đầu của Darwin không giải thích sự sống bắt đầu như thế nào. Trước đó thì người ta cho rằng là sự sống phải đến từ sự sống, và chúng mâu thuẫn với quan điểm cho rằng là sự sống ban đầu hình thành từ những chất không sống. Ngày nay chúng ta được trang bị nhiều công cụ hơn để tìm hiểu về vấn đề này như là di truyền học hiện đại, nhưng mà Darwin thì không. Thế thì di truyền học hiện đại đã lấp đầy những khoảng trống đó như thế nào? Đây là nơi mọi thứ trở nên thú vị hơn. Vào thời đại của Darwin, chúng ta chưa biết gì về DNA, nhiễm sắc thể hay mã di truyền. Ngày nay thì chúng ta biết rằng DNA là bản thiết kế của sự sống và nó cung cấp bằng chứng quan trọng cho sự tiến hóa. Đột biến trong DNA tạo ra các biến thể mà Darwin quan sát được, và bằng cách nghiên cứu di truyền, chúng ta có thể theo dõi mối quan hệ giữa các loài một cách chính xác hơn bao giờ hết. Nếu bạn nghi ngờ về chọn lọc tự nhiên, thì hãy lấy vi khuẩn kháng kháng sinh làm ví dụ. Vi khuẩn tiến hóa cực kỳ nhanh, phát triển khả năng kháng thuốc chỉ sau vài thế hệ. Đây chính là khả năng thực sự của chọn lọc tự nhiên. Nhưng mà điều nực cười là lúc này nó lại đảm bảo cho các vi khuẩn phát triển khả năng chống lại chính chúng ta. Nhờ nghiên cứu về di truyền mà giờ đây chúng ta đã hiểu được những đột biến chính xác nào cho phép vi khuẩn tồn tại và sinh sản qua thời gian. Di truyền học cũng xác nhận ý tưởng về tổ tiên chung của Darwin. Các nhà khoa học đã giải trình tự DNA của vô số loài và nhận thấy những cấu trúc sinh học giống nhau đến kỳ lạ giữa các sinh vật khác nhau. Vậy thì chúng ta có những hiểu lầm như thế nào về thuyết tiến hóa? Đầu tiên là chúng ta biết tiến hóa không đơn giản chỉ là một lý thuyết. Trong khoa học, một lý thuyết là một lời giải thích có cơ sở vững chắc, giống như lý thuyết về lực hấp dẫn. Sự tiến hóa vốn dĩ đã được hỗ trợ bởi hàng núi các bằng chứng. Thứ hai là nhiều người vẫn lầm tưởng con người tiến hóa từ khỉ. Thuyết tiến hóa của Darwin chưa bao giờ nói điều đó và điều này không chính xác. Chúng ta có tổ tiên chung với loài khỉ hiện đại, nhưng chúng ta không tiến hóa trực tiếp từ chúng. Mọi người cũng nghĩ rằng là quá trình tiến hóa là hoàn toàn ngẫu nhiên. Mặc dù đột biến có thể là ngẫu nhiên, nhưng mà chọn lọc tự nhiên thì không. Thiên nhiên chọn lọc những đặc điểm nổi bật trong hàng tá các đột biến ngẫu nhiên đó, và dĩ nhiên chúng sẽ giữ lại những đột biến chất lượng hơn chứ. Hãy nghĩ về sự tiến hóa giống như một cuốn sách khổng lồ. Darwin đã viết ra những chương đầu tiên cung cấp cho chúng ta nền tảng của chọn lọc tự nhiên và nguồn gốc chung, nhưng mà câu chuyện không kết thúc ở đó. Ngày nay các nhà khoa học tiếp tục lấp đầy những khoảng trống, viết những chương mới khi chúng ta tiếp tục khám phá về di truyền học, hóa hạch và cả nguồn gốc của sự sống. Darwin không sai, ông ấy chỉ là sự khởi đầu. Khi mọi người nói lý thuyết của Darwin đã lỗi thời hoặc là sai lầm, họ đang bỏ lỡ bức tranh toàn cảnh hơn. Darwin đã mở ra cánh cửa cho một cách hiểu mới về sự sống trên trái đất. Trong khi vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp, khoa học hiện đại vẫn tiếp tục phát triển dựa trên công trình của ông, lấp đầy những khoảng trống và hoàn thiện sự hiểu biết của chúng ta về chính chúng ta. Chúng ta thực sự đang tiếp tục cuộc hành trình của Darwin. Nếu như bạn còn nghi ngờ về nguồn gốc chung của các loài, thì bạn hãy nghĩ về việc tất cả các loài sinh vật đều sử dụng chung một nguyên liệu cho di truyền, đó là DNA và RNA. Chúng đều sử dụng chung một bộ dịch mã. Chúng đều sử dụng chung các quá trình sản xuất năng lượng của tế bào. Chúng ta đều sử dụng chung một loại phân tử mang năng lượng sống là ATP. Rõ ràng là tất cả chúng ta, mọi sinh vật đều chia sẻ chung rất nhiều khái niệm và rất nhiều công cụ sinh học khác nhau. Đó đều là những di sản của quá trình tiến hóa chung của tất cả các loài. Vậy thì điều gì có thể giải thích tốt hơn là việc tất cả chúng ta đều từng là một. Vì vậy là bạn có đồng ý với lý thuyết tiến hóa của Darwin hay không? Mình rất muốn nghe suy nghĩ của các bạn, cùng nhau thảo luận trong phần comment bên dưới nha. Nhưng mà trước khi rời đi, nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng quên cho mình một lượt thích, đăng ký kênh và giúp mình lan tỏa những video như thế này nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video lần tới.